Chào mừng mọi người đến với kênh Thuận Yêu Cây Cảnh. Hôm nay thì mình làm một cái clip để quay về một cái cánh đồng lúa Đông Xuân 2019-2020 nha mọi người. Đây, cánh đồng lúa buổi chiều rất là đẹp. Buổi chiều nha mọi người. Thì lúa này hơn 40 ngày ha, nó đang trong quá trình làm đồng. Mọi người xem là nó rất là xanh tốt, rất là đẹp ha. Rồi buổi chiều mình đi thăm đồng, mình quay cái clip cho mọi người xem cho nó vui thôi. Hôm nay không có làm những cái clip về cây cảnh, về máy móc gì hết. Bây giờ mình làm cái clip về cánh đồng lúa buổi chiều cho mọi người xem cho nó vui ha mọi người. Rồi mọi người nhớ đăng ký kênh để mình có động lực làm tiếp những cái video nó bổ ích cho mọi người xem. Rồi xin chào tất cả mọi người.